Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loài cá gọi là cá chê cọp, hay còn gọi là cá sấu mỏ dịch da báo. Chúng còn nhỏ thì màu rất là khác nha các bạn, khi lớn lên chúng đổi màu tí đi. Cá này thì phân bố ở Amazon và chúng là loại cá săn mồi ở tầng đáy nha các bạn, săn mồi về đêm. Ở ngoài tự nhiên thì loài này có thể đạt tới 100 mấy chục ký rồi các bạn, còn ở trong bể cá cảnh thì sẽ không đạt tới mức đó đâu. Thức ăn của chúng, chúng ăn tạp lắm các bạn, cái gì nhỏ hơn miệng chúng là chúng ăn thôi. Rồi, như cá nè, trùng chỉ, thạch đông lạnh, thức ăn viên nó vẫn ăn, nhưng mà nó không có háo đói bằng ăn mồi sống nha các bạn. Cá chép mồi đồ là nó ăn dữ lắm. Cá này thì trên thị trường bán khoảng tầm giá 80 đến 120 nha các bạn, tùy theo kích cỡ. Cá này thì không yêu cầu nước cao đâu các bạn, yêu cầu có oxy cho nó là được rồi. Và cái ngạnh của nó đâm rất là nhức nha, bọc mà mỏng mỏng là đâm lủng hết luôn á. Các bạn thấy cái màu da trên mình nó không, nó gần ghi vậy. Bởi vì nước ngoài nó kêu là tiger catfish đó các bạn, là cá chê cọp đó các bạn. Còn như các bạn đang thấy là cũng là nó thôi, nhưng mà nó hơi bị sóc body đó các bạn, cho nên là nhìn nó hơi ngộ nghĩnh hơn tí. Loại cá này lúc trước mình thấy mình rất là ấn tượng luôn, mình thấy nó có một nét đẹp gì đó rất là độc đáo, cho nên hôm nay mình muốn giới thiệu loại cá này đến các bạn. Cái đầu nó dẹp dẹp, cái mỏ nó như con vịt vậy các bạn. Hôm nay mình review đến đây thôi. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.